Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang xem bản tin trưa với các tin nóng mới nhất trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là thông tin chi tiết. Sáng ngày 18 tháng 10, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 tiếp tục làm việc, họp phiên bế mạc. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã báo cáo kết quả hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029 và ra mắt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029, chia tay các vị không tiếp tục tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Trước đó, tại phiên làm việc chiều ngày 17 tháng 10, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 đã thông qua số lượng ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 405 vị, đoàn chủ tịch gồm 72 vị, ban thường trực gồm 6 vị, phó chủ tịch không chuyên trách gồm 8 vị. Tại hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10 đã hiệp thương dân chủ cử 67 vị tham gia đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khuyết 5 vị sẽ kiện toàn trong nhiệm kỳ. Hội nghị đã hiệp thương dân chủ cử 4 vị ủy viên đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10 tham gia ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10. Hội nghị đã hiệp thương dân chủ cử 7 vị ủy viên đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10 giữ chức phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc khóa 10. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9, tiếp tục được hiệp thương làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10. Đồng chí Hoàng Công Thủy, Ủy viên Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10. Đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10. Hội nghị đã hiệp thương dân chủ cử 7 vị ủy viên đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10 giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, gồm bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương; bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; bà Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh; ông Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu: "Nhận thức sâu sắc vinh dự và trách nhiệm lớn lao của mình, chúng tôi xin hứa sẽ tận tâm, tận lực với nhiệm vụ được giao, phát huy trí tuệ, đề cao trách nhiệm, làm việc hết sức mình, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Tập trung triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các nhiệm vụ, giải pháp, giữ vững sự đoàn kết, nhất trí, đồng thuận, thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đề ra. Đồng chí mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cụ, các vị, các đồng chí, của các tổ chức thành viên và những người tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, người Việt Nam ở nước ngoài để hoàn thành trọng trách được đại hội tin tưởng giao phó." Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung toàn bộ nguồn lực để đạt được mục tiêu giải ngân 30.000 tỷ đồng trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, đảm bảo tiến độ của năm 2024. Các dự án trọng điểm gồm dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch xuyên tâm từ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đến sông Vàm Thuật thuộc địa bàn quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp; dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ bắc kênh đôi quận 8; dự án xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái kết nối quận 1, quận 4 và quận 7; dự án các đoạn 1 và 2 của tuyến đường vành đai 2. Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ phân công cho từng đơn vị, địa phương để đảm bảo mục tiêu giải ngân, hướng dẫn các quận, huyện và thành phố Thủ Đức thực hiện theo các quy định pháp luật mới về đất đai, giám sát chặt chẽ và kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Ngày 18 tháng 10, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình cho biết, liên quan đoạn đường hơn 5 km trên quốc lộ 12A nứt toác mà báo Sài Gòn Giải Phóng phản ánh, Cục Đường bộ đã bố trí hơn 39 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp. Theo đó, tại khu vực cầu Chợ Cuối đến tiếp giáp đường Xuyên Á thuộc xã Tiên Hóa, Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa,
và đoạn từ xã Cảnh Hóa đi xã Tiến Hóa sẽ được sửa chữa năm 2025. Ông Hoàng Đăng Cương, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình cho biết, nguồn vốn bố trí cấp bách để sửa chữa đảm bảo cho người dân đi lại từ Cục Đường bộ Việt Nam. Trước đó báo Sài Gòn Giải Phóng phản ánh, khu vực trên thuộc quốc lộ 12A đường bê tông nứt toác khiến giao thông đi lại khó khăn. Trong đó, hỏng nặng nhất là 175 tấm bê tông tại lý trình từ km 19+486 đến km 20+702. Vừa đưa vào sử dụng tháng 6 năm 2023 đã bị vỡ nát, tạo ổ gà, ổ voi gây nguy hiểm cho người đi đường. Đây là công trình đang còn thời hiệu bảo hành. Trước nghi ngại liệu công trình còn bảo hành mà đề nghị dự án mới liệu có lãng phí, ông Hoàng Đăng Cương cho biết, 175 tấm bê tông còn bảo hành thì yêu cầu nhà thầu sửa chữa. Sang năm, khi dự án nâng cấp khởi công, hết thời hiệu bảo hành thì công trình mới thực hiện thảm nhựa, có tuổi thọ bền hơn sẽ thuận lợi cho đi lại. 175 tấm bê tông dài hơn 300 mét, dự án sửa chữa đường hư hỏng kéo dài hơn 5 km. Đối với gói thầu mới thảm nhựa đã nứt chi chít, ông Cương cho biết, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình đã cương quyết chỉ đạo. Nhà thầu liên danh Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ 494, Công ty Trường Đạt bóc triệt để lớp nứt, thảm nhựa đúng tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng mới được nghiệm thu. Nếu không đảm bảo sẽ không nghiệm thu. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, gói sửa chữa nâng cấp quốc lộ 12A đoạn qua chợ Cùi, xã Tiến Hóa do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 17,7 tỷ đồng. Đơn vị trúng thầu là liên danh Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ 494, Công ty Trường Đạt. Đoạn thi công thảm nhựa nứt chằng chịt sau 7 ngày thuộc trách nhiệm Công ty Trường Đạt. Đơn vị này ký hợp đồng thi công công trình phải luôn đảm bảo an toàn giao thông, bảo đảm lưu thông khi thi công. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, không thấy đơn vị thi công cử người điều tiết giao thông khi thi công công trình. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18 tháng 10, khu vực phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 80mm trong 6 giờ. Ở khu vực Nam Trung Bộ và phía Bắc Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trên biển, vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển Trường Sa, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước. Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng vùng núi nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, phía Bắc trưa chiều trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Phía Nam ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Nam cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.
gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ C. Ngày 18 tháng 10, Công an quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ hình sự Huỳnh Quốc Hùng, sinh năm 1985, Trương Ngọc Phong, sinh năm 1983, cùng ngụ quận 8 để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 17 tháng 10, Hùng lái xe máy chở theo Phong đến khu vực đường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 thì thấy ông Farner Sascha, quốc tịch Đức, cùng bạn đang đi bộ để băng qua đường. Hùng áp sát để Phong giật sợi dây chuyền trên cổ ông Farner Sascha rồi tăng ga bỏ chạy. Cùng lúc này, cảnh sát hình sự công an quận 1 tuần tra phát hiện sự việc nên lập tức truy đuổi. Được sự hỗ trợ từ người dân, công an đã bắt được Hùng và Phong cùng vật chứng đưa về công an. Tại công an, Hùng và Phong khai nhận hành vi phạm tội. Kiểm tra nhanh, cả hai dương tính với chất ma túy. Qua xác minh, Hùng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản. Phong có 2 tiền sự cai nghiện ma túy, 1 tiền án trộm cắp tài sản. Tối cùng ngày, công an quận 1 cũng kịp thời trao trả tài sản cho nạn nhân và nhận được sự đánh giá cao từ du khách người Đức. Sáng ngày 18 tháng 10, ông Vũ Ngọc Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương nhẹ. Thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 19 phút ngày 18 tháng 10, xe bán tải chưa rõ danh tính người điều khiển đang lưu thông trên đường liên xã Nam Bình Thuận Hạnh, Thuận Hà, huyện Đắk Song đã bất ngờ mất lái, lao xuống mương nước. Hậu quả vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương nhẹ. Xe bán tải hư hỏng nặng. Khu vực xảy ra tai nạn thuộc thôn 6, xã Nam Bình và khá vắng người. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ. Các nạn nhân tử vong gồm N, sinh năm 1993, chú tỉnh Đắk Lắk; H, sinh năm 1994, chú tỉnh Quảng Trị; Q, sinh năm 1995, chú xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song. Hai nạn nhân bị thương là T, sinh năm 1995, chú huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, và VQ, sinh năm 1984, chú xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song.